Kính thưa Thầy cùng quý cụ và anh chị em thân mến, chúng ta kết thúc năm phục vụ với thánh lễ trọng mừng Chúa Giêsu là vua vũ trụ. Và chia sẻ tin mừng của con ngày hôm nay sẽ về đề tài Chúa Kitô là vua vũ trụ. Nhưng nhìn với khía cạnh vua vũ trụ, vua của sự thật. Vua của sự thật. Và để chúng ta thấy được cái khía cạnh này mà bài tin mừng đã diễn tả, con xin được nói đôi qua về cái bố cục của bài tin mừng ngày hôm nay để chúng ta thấy như thế nào Chúa Kitô là vua của sự thật. Chúng ta nghe một đoạn tin mừng về một cuộc tra khảo giữa ông Phi-la-tô và Chúa Giê-xu. Việc tra khảo này được diễn ra trong nhìn tâm chân của Phi-la-tô. Sở dĩ Chúa Giê-xu đến gặp ông là tại vì những người sắc ký truyền, những các ô lão và chủ tế đã nộp Chúa cho quân Roma. Nhưng cách họ nộp Chúa rất là mờ, mập mờ đúng hơn, mập mờ, rất là mập mờ và không có sự thật. Họ cáo buộc Chúa những người sắc ký truyền, những người Do Thái. Họ cáo buộc Chúa là đứng phạm, là người đã phạm thượng, tự xưng mình là con cái Chúa. Và vì thế cái lời cáo buộc của họ nặng chất về chính yếu, về lý do tôn giáo. Nhưng khi họ mang Chúa Giê-xu đến đến những người lính Roma và tổng chức Pilato, họ nói với những người Roma rằng ông Giê-xu này tự xưng mình là vua. Khi người Roma họ nghe điều đó, cái lời cáo buộc của những người Do Thái bây giờ là mang tính chính trị chứ không phải về tôn giáo được. Sự mập mờ trong lời nói. Đối với cảnh như thế dẫn chúng ta đến bài tin mừng. Thành ra khi Chúa Giê-xu đứng trước quan tổng chức Phi-la-tô, người rất quyền hành thời bấy giờ, đại diện cho một đế chế La Mã, trước những lời cáo buộc của những người Do Thái, lời cáo buộc sai hoàn toàn, chỉ nhằm giết Chúa, đứng trước quan tổng chức Phi-la-tô, Ngài nói thẳng: "Tôi, nước của tôi không thuộc về thế gian." Với ngụ ý rằng những lời cáo buộc của những người Do Thái dành cho tôi về phiên diện chính trị là hoàn toàn sai lầm, vì tôi không bao giờ tự mình là vua cả. Đứng trước một đấng quyền năng, một người rất là quyền năng thời bấy giờ, Chúa Giê-xu không sợ hãi đứng trước và nói thẳng sự thật để vạch trần cái sự dối trá, cái sự nói xạo, và cũng chỉ ra cái chân lý cho quan tổng chức Phi-la-tô. Chúa Giê-xu là vua của vũ trụ. Và dù chúng ta có ở trái đất này hay trên mặt trăng hay trên sao Hỏa, thì sự thật vẫn là sự thật. Ở dưới đất con cao có bấy nhiêu thôi, lên sao Hỏa có ai nói con bao nhiêu con cũng chẳng biết, tại vì dưới đất vẫn đúng như dưới đất. Sự thật dù ở nơi nào chúng ta nói vẫn là sự thật. Vì thế Chúa Giê-xu khi đứng giữa trước một cái sự áp lực quá lớn mà dẫn đến cái sự nguy hại đến tính mạng của Ngài, Ngài không hề sợ và nói thẳng với ông Phi-la-tô rằng: "Nước của tôi không thuộc về thế gian này." Chỉ ra sai lầm của những người Do Thái và mở ra cho ông Phi-la-tô một thế giới khác, thế giới của sự thật và thế giới vắng đi những lời nói dối. Chúng ta nghe thoáng thoáng ở dưới cuối cùng này không ai khác hơn chính là câu chuyện trong sách Sáng Thế Ký. Sáng Tăng là cha đẻ của những sự nói dối. Và khi Chúa Giê-xu nói thẳng với ông Phi-la-tô một cách gián tiếp, Chúa Giê-xu nói thẳng với những hậu quả và với những cái việc làm và với chính Sa-tan, Ngài không phải, Chúa Giê-xu không phải là người khuất phục với những lời nói dối, những sự mập mờ, nhưng Ngài là đứng của sự thật.
Điều đó có nghĩa gì của những người tôn giáo chúng ta ngày hôm nay sau năm phục vụ đến phục thờ Chúa, nghe lời Chúa, nhận mình máu Chúa, nhận các phép bí tích? Con hay nói đùa với đám bạn, một nửa ổ bánh quy thịnh vẫn là bánh quy thịnh, nhưng một nửa sự thật chưa chắc chắn là sự thật. Nói vậy chúng nó cười, nhưng con nói với chúng nó, những đứa bạn thường nói chuyện với nhau, nếu chúng ta không nói sự thật với nhau, dù lời lẽ tốt lành nói sự thật với nhau, thì ngay lúc đó chúng ta không bị sống trong sự mập mờ, nhưng sống trong sự đen tối và hậu quả của các tội, và đặc biệt hậu quả của tội biến đổi do sáng tạo làm ra. Chúng ta theo Chúa vì chúng ta tin vào sự giải thoát của Ngài. Chúng ta không chỉ tin vào những phép bí tích, những ân lành Chúa ban, nhưng chúng ta cũng tin là với qua lời nói của Chúa đánh đập trí óc của con tim, chúng ta cũng được Chúa dẫn đi, giải thoát đi. Và với công trình cứu chuộc của Chúa, những lời nói sự thật của Ngài không ngoài mục đích mang chúng ta trở về với hình ảnh nguyên thủy mà Chúa đã tạo dựng nên, mà hình ảnh nguyên thủy này đã bị làm lu mờ với cha đẻ của một sự nói dối là sáng lạc. Chúng ta nói Chúa là đấng sự thật. Vậy xin chúng ta xin ơn Chúa để bước can đảm bước theo sự thật, nói sự thật trước những áp lực của cuộc đời. Khi chúng ta nói như vậy, có thể rằng cái thế giới này nó hơi khó khăn, nhưng Chúa Giêsu đã nói Ngài không thuộc về thế giới này, Ngài thuộc về thế giới bên hạnh. Mong những sự cố gắng chúng ta sống trong sự thật một phần nào đó giúp chúng ta sống là những thần dân trong vương quốc sự thật của Ngài, chuẩn bị chúng ta được trời khỏi sống đời sống, và để chúng ta gặp lại Chúa nơi đến mọi sự thật được phơi bày, chúng ta cần phải xấu hổ và được Chúa mời gọi vào vương quốc của Ngài. Được như vậy, hạnh phúc biết bao.